Thưa thì một tháng Minh Thiện nhận ít nhất là 2 đến 30 câu hỏi của Phật tử từ các nơi gửi về. Thì có những câu hỏi mà mình thấy nó không mang lại cái lợi ích của sự giáo dục thì mình không đem ra chia sẻ. Những câu hỏi nào mà mình thấy nó có ý nghĩa, nó có thể mang lại lợi ích cho sự giáo dục, có thể đóng góp được kiến thức cho đại chúng chút xíu nào đó thì mình đem ra. Xin trả lời câu hỏi thứ nhất là: Mô Phật, Thầy cho con hỏi, con và người yêu con đã quen nhau đến nay là 3 năm. Chúng con đã dắt nhau về nhà ra mắt hai họ, được sự đồng thuận cho phép của cha mẹ hai bên. Tháng tư này chúng con sẽ tổ chức đám cưới. Mọi chuyện đâu đã vào đấy. Nhưng chẳng hiểu sao thời gian gần đây anh ấy lạ lắm, thay đổi nhiều lắm thầy. Anh và ở đâu có khóa tu là anh tham gia. Ở nhà thì hay tụng kinh và ngồi thiền. Anh hạn chế tiếp xúc bạn bè. Thấy lạ con hỏi thì anh trả lời, anh đang tập sống đời sống của người xuất gia để chuẩn bị đi xuất gia. Anh ấy đã xin con cho phép đi xuất gia, con phải làm sao hả thầy? Con khổ tâm quá, xin thầy thương chỉ giúp con. Ngàn trái quá. Nếu mà biết chuẩn bị đi xuất gia như vậy thì dắt con người ta về nhà ra mắt làm chi? Rồi còn định tháng tư cưới, bữa nay tháng mấy rồi? Tháng giêng hả? Nếu tháng giêng mà tính theo lịch âm thì còn 3 tháng nữa, mà tính theo lịch Tây thì còn có 2 tháng nữa chứ mấy. Thôi nếu mà có đi tu thì đi sớm chứ đừng có cưới xong rồi bỏ con người ta cụ bơ cụ bớt rồi đi tu, tội lắm. Hỏi những người con gái xinh đẹp từ 20 đến 100 tuổi đang ngồi hiện diện trước mặt tôi. Theo các vị thì chúng ta nên làm sao trong trường hợp này? Hả? Nên cản hay là nên cho đi xuất gia? Cho thiệt không? Vậy sao mấy bà cụ lớn tuổi, ổng năm nay cũng 60-70 đi xuất gia mấy bà cản? Mấy bà không cho còn việc của người khác, mấy bà suối. Thưa đại chúng thì mọi thứ nó đều có nhân duyên hết. Và mình thì nghĩ đây không phải là chuyện của cô Phật tử này đâu. Nó cũng là chuyện của rất nhiều cô, cũng là chuyện của rất nhiều anh. Minh Thiền có một vị sư huynh, đúng ngày đám cưới là ông từ bỏ chiếc áo của chú rể chạy vào chùa xuất gia. Gia đình ông và gia đình cô dâu đến chùa đòi người. Thưa ông thầy, tôi đâu có phải là giữ người, giành người. Này là tự người ta phát tâm đi chùa tu kia mà. Thưa, nhưng mà trong trường hợp này á, chúng ta nên ổn định mọi thứ trước đi. Đừng phải đợi đến khi cưới xong hoặc đợi đến ngày đám cưới. Nếu có ý định á, thì chúng ta không nên lún sâu vào chuyện tình cảm. Hãy khuyên bảo nhau đừng làm tổn thương nhau. Dù sao thì đó cũng là người ta đã từng đem tình thương yêu, là người mà ta đã từng quan tâm, từng lo lắng từ bữa ăn giấc ngủ. Bây giờ ta đi có thể là nhẹ phần ta, nhưng để lại nỗi đau, để lại vết thương lòng cho người ở lại. Tội nghiệp họ chứ, tội nghiệp họ chứ. Mình nghĩ rằng cho đi xuất gia, nó không thương, nó ghét, nó đẩy đi luôn, khỏi cần sinh. Còn đang thương thì thưa các vị, khó lắm. Thương quá, tôn trọng cái ý định, ý kiến, ước mơ, lý tưởng của người mình thương, đôi khi cho họ đi.
Nhưng rồi nỗi đau còn lại ai gặm nhấm? Người kia họ vui với lý tưởng của họ, còn mình vui với cái gì đây? Chúng ta thường nhìn ở cái mặt, ờ cho đi xuất gia là tốt, cho đi xuất gia là phước. Đúng rồi đó. Nhưng đôi khi đó không phải là hoàn cảnh của mình. Mình hiểu được nỗi đau đó không? Người con gái mới lớn, cái ngày vui nhất là ngày được mặc áo cô dâu lên xe hoa về nhà chồng. Mọi thứ đã được chuẩn bị, bà con hai họ đã biết hết rồi. Tự nhiên bây giờ ngày cưới đã định nhưng tới ngày vẫn không cưới. Bà con thiên hạ sẽ nghĩ gì đây? Hả? Con nhỏ này nó ăn ở làm sao đó, thằng đó bỏ rồi. Cái thằng đó chắc nó cũng bị trời hành trời hạ làm sao á, hoặc nó khùng nó điên làm sao, nó tự nhiên ngày cưới năm cưới nó chạy vô chùa nó tu rồi. Không, mình đang phân tích chứ chưa binh ai nha, chưa nói ai đúng ai sai. Thưa đại chúng, vì vậy cho nên mọi thứ xảy ra nhìn cho tường tận, nhìn từ hai phía. Mình đang ước mơ điều đó, mình được người khác cho đi mình rất là vui nha. Có chăng một chút gợn buồn trong lòng, thấy xót thương người ở lại. Nhưng rồi thôi, mình bắt đầu dấn thân vào con đường của mình, mình bắt đầu đeo đuổi lý tưởng của mình. Mình không khổ, người ta ở nhà khóc hết nước mắt. Ngày này sang ngày khác, ngày không ăn đêm bỏ ngủ, chuyện đó có, chuyện đó có. Vì vậy, nếu như mình có ý định xuất gia thì hãy giỏi, thì hãy từ chối tất cả những chuyện tình cảm lứa đôi khi đem đến cho mình. Còn một khi đã nhận những tình cảm lứa đôi đó mà bây giờ lại không thể nào tiếp tục sống cuộc đời ở thế gian nữa mà muốn đi xuất gia, thì phải thuyết phục người ta, làm sao cho người ta thấy được giá trị của người xuất gia. Cái quan trọng là làm cho người yêu của mình thấy được giá trị cao đẹp của người xuất gia, để họ vui vì có một người yêu đi xuất gia. Còn nếu không, mình không nói gì hết, nói đi xuất gia họ đau khổ. Mình giải thích để người ta thấy được giá trị cao đẹp của người xuất gia rồi, người ta sẵn sàng bằng lòng và người ta vui cho mình đi. Mặc dù trong lòng người ta cũng đau, nhưng cái hạnh phúc nó lớn hơn cái đau. Trong trường hợp này cũng vậy. Thầy khuyên anh chàng có nghe được thì bằng mọi cách thuyết phục người yêu, và cũng nên dẫn người yêu về nhà hai họ để trình bày tường tận, chứ đừng lặng lẽ rồi đi. Có lỗi với người lớn cũng thấy có tội với người mình yêu. Và thầy cũng khuyên cái chị này á, thôi tùy thuận nhân duyên. Người ta muốn đi tu mình cản thì không nên, mà bây giờ mình cản, mình có giữ lại thì chắc mình có hạnh phúc không? Đúng không ạ? À? Chắc gì có hạnh phúc. Và đôi khi mình giữ họ lại thì mình làm cho họ đau, đau khổ. Nên tùy thuận, họ muốn đi cho họ đi, họ muốn ở thì vẫn thương yêu và tiếp tục chuyện vợ chồng với nhau. Thôi, cầu nguyện cho người đi nối tiếp được chí hướng của những bậc thầy đi trước, cầu nguyện cho người đi hoàn thành được ước mơ để lợi lạc cho chúng sinh, cầu mong cho người ở lại vượt qua được cơn đau, có được niềm hạnh phúc và hãnh diện, vì dù sao mình cũng có người yêu, người đã từng yêu đi xuất gia là một vị thầy chân chính, một vị thầy mẫu mực. Xong câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, mô Phật bạch thầy, thầy cho con hỏi, ngày mùng 10 tháng Giêng được xem là ngày vía thần tài, người ta nói đi mua vàng là hơn cả năm, có đúng không thầy? Con cảm ơn thầy. Bữa nay là 14, 4 ngày trước là ngày mùng 10, có Phật tử nào đi mua vàng không? Có không? Có, chia cho Minh Thiền ít. Nhiều năm trở lại đây, ngày mùng 10 tháng Giêng là giá vàng được tăng lên và rất nhiều người đổ xô đến tiệm vàng. Có những hình ảnh người ta xếp hàng từ sáng sớm,
để đi mua vàng. Đi mua vàng mà y như đi mua rau, mua cải vậy ha, sướng. Quan niệm của nhân gian không có một sách vở nào viết lại, cũng không có gì làm bằng chứng cho rằng ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày vía thần tài, chúng ta đi mua vàng là hơn cả năm. Cái này là ý niệm của chúng ta. Ông thần tài không bao giờ nói điều này, các bậc thánh hiền cũng không dạy điều này. Nhưng do từ trong mỗi con người chúng ta đặt định điều này và chúng ta truyền miệng nhau thôi, nó không có gì để y cứ cụ thể, nó không có sách vở nào viết cả. Và chúng ta hỏi rằng nhiều năm về trước, những người mà ngày mùng 10 tháng Giêng đi mua vàng, nghĩ rằng năm nay sẽ hơn, năm nay sẽ giàu, làm ăn phát tài, bây giờ họ giàu chưa? Nếu như họ ở không, họ không lo làm, họ làm biếng, họ không cố gắng để làm công việc của họ, họ ăn rồi họ lêu lỏng, họ ăn rồi họ tiêu phí tài sản, họ ăn rồi họ đi chơi, thì họ giàu chưa? Xin thưa là không giàu đâu. Trái ngược lại, lang thang đói khổ ăn xin cũng không chừng. Vì vậy đừng nghĩ rằng ngày mùng 10 tháng Giêng đi mua vàng là giàu, là hơn cả năm là tốt. Mà muốn được giàu thì phải cố gắng làm phước, sống tốt và làm phước. Cái giáo lý của nhà Phật chúng ta hay lắm. Muốn xóa bỏ nghèo khổ thì cố gắng làm phước, cố gắng bố thí cúng dường thì xóa được cái nghèo khổ. Muốn có được trí tuệ thì phải cố gắng siêng năng học tập, trau dồi kinh sách. Vậy thì bây giờ chúng ta biết được giáo lý nhân quả như thế rồi thì chúng ta không tin điều này. Chúng ta hãy cho rằng đây chỉ là quan điểm của con người, chứ không hề có sách vở gì cả. Vì vậy muốn làm giàu thì phải sống tốt, phải siêng năng đeo đuổi công việc, ham mê công việc, sống chân thành, làm việc tốt thì mới có thể giàu được. Câu hỏi thứ ba, bạch thầy, vào những ngày bất tịnh của người nữ thì người nữ có được tụng kinh lễ Phật và xem kinh sách không? Con cảm ơn thầy. Người nữ cũng có rất nhiều cái nỗi khổ. Một tháng như vậy là có mấy ngày bất tịnh. Nghe đâu đó mấy ngày bất tịnh đó cũng mệt mỏi, khó chịu, bức rứt, ai đụng tới cũng dễ thôi cùng chỗ lắm á. Và rồi có những Phật tử sợ rằng ngày bất tịnh đó thân mình nhơ uế, mình không nên đến chùa, không nên tụng kinh, không nên lễ Phật. Nói chung là vào những ngày bất tịnh là không đụng gì đến chuyện tu hành đó. Vậy thì đúng chưa? Đúng không? Quan điểm đó cũng tốt, bởi vì nghĩ rằng mình mang cái thân bất tịnh này đến trước Phật, lễ Phật hoặc xem kinh sách, đó là mình bất kính, không tôn trọng. Có cái ý niệm đó là tốt. Nhưng thưa, không sao cả, không có tội đâu. Đừng nghĩ rằng mang cái thân bất tịnh này ngồi tụng kinh, ngồi niệm Phật là có tội, không. Mang cái thân bất tịnh trong những ngày đó không đi chùa mà đi đánh bài, không đi chùa mà đi lang thang đầu này đầu khác, đó mới là có tội. Không đi lại Phật mà đi chửi hàng xóm, không đi tụng kinh mà đi nói xấu thiên hạ thì cái đó có tội. Còn trong những ngày bất tịnh, Phật tử nữ có thể làm tất cả mọi thứ như những ngày bình thường. Chẳng hạn như là tụng kinh, là niệm Phật, là ngồi thiền, là xem kinh sách, được hết. Không gì phải lo, không gì phải sợ. Chỉ làm sao đó cho nó sạch sẽ là được. Sạch sẽ là được, không có tội đâu nha, được hết đó. Kính bạch thầy, tự tử có giúp xóa sạch nghiệp duyên không? Ở đây có ai tự tử chưa? Chưa đâu, tự tử đâu ngồi đây. Tự tử có thể chấm dứt đi sự khó khăn và chấm dứt đi đời sống trong hoàn cảnh hiện tại mình đang sống.
không có xóa sạch được nghiệp chướng, nghiệp duyên của mình nha. Mình đang bị trói buộc bởi thiếu nợ, mình đang bị trói buộc bởi tình cảm, mình đang bị rối rắm bởi công ăn việc làm, đau khổ, bất an, không có lối thoát, suy nghĩ tiêu cực, mình mụ mị mơ mờ, mình tìm đến cái chết, thì nó có thể chấm dứt mọi thứ của đời sống hiện tại. Nhưng cái nợ nần nghiệp duyên của những vị này ở kiếp sau và những kiếp về sau vẫn dây dưa không hết. Đừng nghĩ rằng chúng ta tự tử để xóa bỏ đi cái khổ đau, cái rối rắm hiện tại, thì ở tương lai, ở những kiếp về sau, chúng ta không đón nhận, không gặp nó nữa. Nhưng thưa, chúng ta sẽ đón nhận, chúng ta sẽ gặp nó với cái thảm hại kinh khủng hơn trong cuộc sống hiện tại. Vì vậy Minh Thiền khẳng định rằng tự tử không giúp cho mọi thứ tốt hơn, nó chỉ làm cho nghiệp, làm cho nợ nần trong nhân quả chúng ta ngày càng sâu nặng hơn, và làm cho chúng ta phải tối tâm đau khổ hơn. Vì vậy đừng có dại khờ tự tìm đến cái chết, tự chấm dứt mạng sống của chính mình. Cuộc sống luôn có lối thoát, cuộc sống không có cùng đường, chỉ có cái suy nghĩ cùng đường thôi. Chỉ có cái đầu không tìm ra lối thoát thôi. Cuộc sống có trăm ngàn công việc, có trăm ngàn đường đi nẻo về, thì cũng có trăm ngàn cách suy nghĩ, có trăm ngàn cách giải quyết. Đừng suy nghĩ bế tắc, đừng thấy mình là người đau khổ nhất, và cũng đừng bao giờ tuyệt vọng tìm đến cái chết. Bằng mọi giá phải sống. Chúng ta phải giải quyết nghiệp và nợ nần, chúng ta phải giải quyết mọi cái ân ái tình hận trong đời sống hiện tại của chúng ta, phải đối diện, giải quyết nó, vượt qua nó, thì tương lai chúng ta không gặp lại nó. Còn nếu như đi tự tử, chấm dứt nó hiện tại, nhưng tương lai gặp nó thảm hại hơn, đau khổ nhiều hơn. Vì vậy đừng có dại khờ đi tự tử. Cuộc sống, cuộc đời rất đáng sống, rất là đẹp. Hãy tận hưởng những phút giây có mặt ở cuộc đời này, đừng có dại khờ. Con là Phật tử có duyên đi nhiều quốc gia, và con thấy mỗi quốc gia có cách thờ cúng riêng, cho đến hình tượng của Đức Phật cũng khác. Thầy cho con biết tại sao. Con cảm niệm công đức Thầy. Câu hỏi hay. Đây là một Phật tử có nhân duyên được đi đến nhiều quốc gia, có ảnh hưởng của Phật giáo sâu đậm, cho nên tìm hiểu được cái văn hóa của Phật giáo từng quốc gia và thấy rằng có sự khác nhau. Anh thưa đúng như vậy. Về cách thờ cúng lễ lại của Việt Nam hoàn toàn khác với Thái Lan, khác với Campuchia, khác với Miến Điện, rồi cũng như cách thờ cúng của Trung Quốc, nó cũng na ná với Việt Nam chúng ta thôi, chứ cũng không hoàn toàn giống. Và mỗi tượng Phật thì cũng theo, tùy theo cái tay nghề, tùy theo cái văn hóa tạ tượng mà trước đó người ta đã tạc. Ngày trước á, thì làm tượng Phật bằng một cách rất thô sơ, làm bằng tay, bằng cái bay để đắp, để làm thế này thế khác, hoặc dùng gỗ để đục, có khi cũng không được đẹp lắm. Nhưng vì lòng tôn kính muốn có tượng để thờ, các vị tìm đến những cái chùa ngày xưa thì còn những cái tượng mấy trăm năm, cả ngàn năm, nhưng mà làm không đẹp như bây giờ. Bây giờ thì công nghệ nó phát triển, mọi thứ dùng cái kỹ thuật máy móc đồ này kia rất là tỉ mỉ, rất là đẹp. Nhưng chúng ta không nên quan trọng cái chuyện khác nhau ở hình tượng Phật, mà quan trọng là ý nghĩa của việc thờ Phật. Thờ Phật không phải để lễ lại và cầu xin không. Lễ lại Phật là đúng, nhưng lễ lại Phật không phải cầu xin Đức Phật ban phước, không phải cầu xin Đức Phật giúp cho con có của có tiền, mà lễ Phật lại Phật là để chúng ta học theo gương hạnh của Ngài.
để chúng ta khai phá được Phật trong tâm của mình. Nhờ hình tượng Phật ở bên ngoài mà ta nhớ rằng trong tâm ta cũng có Phật. Lại Phật là hứa nguyện với Ngài, con sẽ sống đúng vai trò trách nhiệm của một người Phật tử, biết giữ giới hạnh, biết sống thương yêu, biết chia sẻ với mọi người. Đó là ý nghĩa của vị lại Phật. Lại Phật để thấy mình thấp bé, thấy mình là một chúng sinh, thấy mình là một kẻ phàm phu còn quá nhiều những phiền não bất an, để cố gắng hướng nguyện theo Ngài, cố gắng tinh tấn tu để được giác ngộ như Ngài. Lại Phật để thấy mình còn quá nhỏ nhen, thấy mình còn quá ích kỷ bởi tham lam sân hận, để rồi con cố gắng học hạnh từ bi của Ngài để biết thương yêu, để biết tha thứ. Đó là ý nghĩa của việc lại Phật. Còn vấn đề hình tượng Phật có từ đâu đó, thì có mấy nguồn sử sách để chúng ta nghiên cứu. Là vào thời Đức Phật còn tại thế cũng đã có tạc tượng Phật bằng gỗ chiên đàn, và cũng có sử cho rằng Ngài Phú Lâu Na đã vẽ nên bức chân dung của Đức Phật đầu tiên ngay khi Đức Phật còn tại thế. Nguồn sử liệu mà làm tượng Phật bằng gỗ chiên đàn đó là vào cái năm đó Đức Phật lên cung trời Đao Lợi, Ngài thuyết pháp. Ở dưới trần gian này, những người Phật tử cho đến vua quan họ đến tinh xá để gặp Đức Phật, để học pháp thì không gặp được vì Đức Phật đã lên trời rồi. Vì vậy mà họ buồn bã, họ ra về. Rồi nhiều ngày qua như vậy họ đến tinh xá mà không gặp được Đức Phật, họ mới thưa với Ngài Xá Lợi Phất rằng: thưa tôn giả, chúng con lặn lội lên tinh xá mong được gặp Đức Thế Tôn, ấy vậy mà chúng con đến đây nhiều ngày vẫn không gặp được Thế Tôn. Chúng con cảm thấy thương nhớ Thế Tôn và chúng con cảm thấy buồn tủi vô cùng. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới vận thần thông lên cung trời Đao Lợi, mới thưa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, khi nào Thế Tôn về? Ở trần gian thương nhớ Thế Tôn nhiều lắm rồi. Đức Phật nói: A Nan, khi nào Thế Tôn thuyết pháp xong thì Thế Tôn sẽ về, và bây giờ chưa phải lúc, cái việc giảng dạy của ta đang còn dang dở. Thế cho nên Ngài Xá Lợi Phất mới thưa và bạch Đức Thế Tôn: vậy con có thể cho người tạc tượng của Thế Tôn, để cho mọi người đến tinh xá không gặp Thế Tôn thì họ nhìn hình tượng của Thế Tôn, họ lễ lại để họ sanh lòng hoan hỷ, có được không? Đức Phật nói: được A Nan. Thì được Xá Lợi Phất, xin lỗi chứ không phải A Nan. Thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất mới trở về. Ngài Xá Lợi Phất mới đem cái lời dạy của Đức Phật để nói với Chư Tăng. Thì Chư Tăng mới nói là: bây giờ vị vua đang trị vì rất là tôn kính Đức Phật. Vậy thì tôn giả hãy đến và trình bày với vua, để vua có thể cho những người thợ giỏi nhất, tài nhất tạc tượng của Đức Phật. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất đến gặp vị quốc vương đang trị vì, rồi nói, và vị quốc vương đó rất hoan hỷ. Ông mới ban hành một cái chiếu lệnh là cho những người thợ đục gỗ tài giỏi nhất tập trung về hoàng cung, rồi thi tuyển chọn ra người nào mà có cái tài điêu khắc đẹp nhất thì sử dụng người đó để làm tượng Phật. Nhưng tất cả những người thợ mà để đục đẽo không ai dám nhận lời, vì họ nghĩ rằng Đức Phật là một bậc thánh nhân bi trí vẹn toàn, Đức Phật là một bậc thầy có những đức tính rất thanh cao, rất cao thượng, rất tuyệt vời. Chúng ta không thể dùng bàn tay phàm trần của mình để tạc lên tượng Phật, bởi vì bàn tay của chúng ta còn quá nhiều nhiễm nhơ và tội lỗi. Vì thế không ai dám nhận lời, không ai dám nhận lời. Lúc đó có một vị trời thấy được mọi việc, ông phát khởi tâm lên: ta sẽ là người tạc tượng Phật để lại cho đời. Thế là ông thị hiện xuống cuộc đời, ông làm một người thợ mộc đến gặp vua, nói rằng: thưa đại vương, xin đại vương hãy giao việc làm nặng nhọc này cho tôi sẽ đảm trách, đại vương không cần nhờ ai nữa cả. Vua cảm thấy rất vui mừng, giao khúc gỗ chiên đàn to lớn cho người thợ mộc này. Người thợ mộc này miệt mài đục đẽo với cái tâm thật thành kính, bởi vì là một vị trời cho nên Ngài tường tận về dung nhan của Đức Phật,
Cho nên Ngài tạc ra rất là giống, tạc ra một bức tượng gỗ chiên đàn mà người ta thấy là người ta biết đây là Đức Phật Thích Ca. Từ xa người ta đã sụp xuống lễ lại, y như là một Đức Phật hiện hữu. Từ đó có tượng Phật. Như vậy thì tượng Phật và tranh Phật theo nguồn sử liệu thì có khi Đức Phật còn tại thế. Nhưng mình không chắc lắm nha, không chắc lắm, mình nghiên cứu, mình tìm hiểu tới đâu thì mình nói tới đó cho Phật tử nghe thôi. Còn sở dĩ mỗi quốc gia có khác là vì đạo Phật du nhập đến bất kỳ quốc gia nào, lãnh thổ nào thì luôn tùy thuận hòa nhập cùng với văn hóa của quốc gia đó để đóng góp sự lợi ích của Phật giáo, đóng góp tư tưởng của Phật giáo cho vùng miền, cho quốc gia, cho lãnh thổ đó. Vì thế hoàn toàn tùy thuận. Còn việc tượng Phật mà có lớn, có nhỏ, có đẹp hay là không được đẹp, có trang nghiêm hay không được trang nghiêm, có tượng có tóc, có tượng không có tóc là do tay nghề thủ công của từng người thợ. Và trình độ của họ tới đâu thì họ làm tới đó. Nhưng miễn làm sao chúng ta thấy đó là tượng Phật là được. Vì vậy mà những người thợ tạc tượng Phật trước khi tạc đó cũng nên chai tịnh thân tâm. Trước khi mình làm ra tượng Phật mình nên ăn chay đi. Chẳng hạn như mình chuẩn bị đục cái tượng gỗ hay là đắp một bức tượng bằng xi măng hay bằng thạch cao thì mình nên ăn chay trước 1 tháng hoặc 3 tháng. Và trong mấy tháng đó mình cũng đừng gần gũi vợ của mình, để lòng mình thanh tịnh thì mình tạc được một bức tượng rất đẹp, rất có hồn. Người ta nhìn vào là người ta cảm thấy kính liền, người ta đảnh lễ ngay. Còn nếu như mà mình không ăn chay, mình cũng say sưa chè chén, mình cũng gần gũi nữ sắc, tâm mình không được tốt, mình tạc bức tượng lên không đẹp. Ta nhìn nó không đẹp vì tâm mình lúc đó không đẹp. Mình không ăn chay, mình không có giữ giới thì mình không có công đức. Không có công đức thì làm việc gì nó cũng khó thành tựu. Thưa đại chúng, Thiền Sư Ni Vô Tận Tạng trước và sau khi đắc đạo là một người chuyên trì tụng kinh Niết Bàn. Hằng ngày Thiền Sư Ni dành nhiều thời gian để trì tụng kinh Niết Bàn. Cho đến một hôm, nghe ở chùa Nam Hoa có Ngài Huệ Năng là người chứng được đạo. Thế cho nên Thiền Sư Ni mới đem quyển kinh Niết Bàn đến gặp Ngài Huệ Năng, rồi mới thưa với Ngài Huệ Năng rằng: Thưa Ngài, con đọc kinh ở đoạn này không hiểu. Rồi Thiền Sư Ni lại lật sang trang khác và nói: Đoạn này con cũng không hiểu lời Phật dạy. Rồi Thiền Sư Ni đưa quyển kinh cho Ngài Huệ Năng để nhờ Ngài Huệ Năng đọc rồi giải thích giùm mình. Lúc đó Ngài Huệ Năng không nhận quyển kinh, Ngài nói rằng: Ta không biết chữ. Thiền Sư Ni mới ngẩng cổ cười ạ. Lúc đó bà cười khinh đấy. Bà nói chữ mà cũng không biết. Ngài Huệ Năng mới nói rằng: Chữ ta không biết, nhưng nghĩa thì cứ hỏi đi. Thiền Sư Ni Vô Tận Tạng mới thưa rằng: Chữ còn không biết, nghĩa làm sao mà tường. Nhưng Tổ nói: Đại ý của Phật, của Tổ không can dự gì đến chữ cả. Muốn gì thì cứ hỏi. Lúc nghe Tổ nói như thế thì Thiền Sư Ni Vô Tận Tạng mới biết rằng: À, đây là một bậc thầy chứng đạo, không thể xem thường. Lúc đó mới quỳ xuống đảnh lễ để sám hối tạ tội. Thưa đại chúng, Tổ Huệ Năng Ngài sanh ra trong một gia đình nghèo khó, mồ côi cha từ sớm, mẹ thì lam lũ nuôi Ngài, nhưng cơm không đủ ăn 3 bữa, cho nên Ngài không có cơ hội đến trường để học chữ. Vì vậy mà Ngài phải theo mẹ làm lụng từ thở nhỏ, lớn lên thì phải vào rừng đốn củi, đem từng bó củi mình đốn được xuống chợ để đổi lấy gạo về nuôi mẹ. Và sau này cơ duyên được theo ngũ tổ để trở thành một người kế thừa dòng chảy của Phật Pháp Thiền Tông, thành tổ, nhưng không hề biết chữ. Vì vậy Thiền Sư Ni Vô Tận Tạng đưa quyển kinh Niết Bàn tới, Ngài nói: Ta không biết chữ. Bà nói: Tổ gì
mà không biết chữ. Ông nói chữ không biết nhưng nghĩa biết à, hỏi đi. Bà kêu chữ không biết cái nghĩa biết làm gì. Đây là câu nói xem thường nha, xem thường. Thưa, nhân đây mình mượn cái ý này để khuyên bảo nhau. Trong cuộc sống này, chúng ta đừng có xem thường người khác qua cái vẻ bề ngoài. Ta biết người đó thua thiệt ta về kiến thức, ta biết người đó không tài giỏi hơn ta, ta biết người đó không thông minh hơn ta. Nhưng thưa rằng đừng xem thường họ. Đạo đức cơ bản làm người không cho phép chúng ta xem thường và sỉ vả bất kỳ một ai, mặc dù người đó như thế nào. Vì vậy, trong cuộc sống có tiếp xúc với ai cũng đem lòng tôn trọng đối với họ, thì mình sẽ đón nhận được sự tôn trọng của người đối diện dành cho mình. Muốn người vui á, ta phải giúp người vui, và khi người vui thì đó chính là niềm vui của ta. Muốn mình an phải giúp người an rồi đó tự thân ta sẽ an. Ta muốn vui, ta muốn an, nhưng ta luôn gây khổ đau cho người khác, ta luôn gây bất an cho người khác, ta không vui được, ta không an được, thưa đại chúng. Vì thế ta phải sống vì người. Và mình nói dài dòng như vậy để tóm lại là cũng nhờ nhân duyên gặp được Lục Tổ Huệ Năng khai thị mà Thiền Sư Ni Vô Tận Tạng mới sáng được tâm, mới biết được ngõ vào cửa đạo. Vào cái ngày mùa xuân trời đẹp thì Thiền Sư Ni Vô Tận Tạng mới rời chùa, mới đi khắp tất cả những cái đồi, những cái núi, nghĩ rằng trên núi sẽ có những cái bông hoa rất đẹp. Vì đây là trời mùa xuân, cho nên đi tìm mùa xuân. Rồi tìm mãi cả ngày nhưng không thấy mùa xuân, mệt mỏi. Nhìn xuống thì thấy đôi giày của mình rách nát hết rồi, cho nên trở về. Trở về vừa tới vườn ở chùa thì thấy cây mai nó nở hoa. Lúc đó mới bừng tỉnh, à ta đâu cần phải lội năm đồi bảy núi để tìm mùa xuân. Mùa xuân ở tại nơi này, ở tại chùa ta có mùa xuân. Cho nên trong phút giây giữa hư và thực, giữa mê và tỉnh, Thiền Sư Ni mới làm một bài thơ mà để lại cho chúng ta. Bài thơ đó rất nổi tiếng trong thiền sử Trung Hoa. Trung nhật tầm sưng bất kiến sưng, hài gai đẫm nát lãnh đầu vân. Quy lai ngẫu bả mai hoa khứ, sưng tại chi đầu dĩ thập phân. Nghĩa là ngày suốt tìm sưng chẳng thấy sưng, đôi giày rách nát đạp mây vần. Trở về bỗng thấy hương mai lộ, sưng tại đầu cành trọn ý sưng. Hay không? Hay. Người tỉnh, người giác ngộ làm thơ hay, lưu danh lợi để cho đời. Chỉ cần đọc bài thơ này tự nhiên mình thấy cảm khái, thấy an lạc vô cùng. Bây giờ Minh Thiền cũng tập làm thơ, mà mỗi khi làm xong đọc lại bài thơ mình làm thì thẫn người đã mất. Làm dở quá. Cho nên người xưa nói đúng, thơ là phải thẫn, đọc dở quá thẫn. Thưa đại chúng, ngày suốt tìm sưng chẳng thấy sưng, hài gai rách nát đạp mây vần. Chỉ cần trở về bỗng thấy hương mai lộ. Ta mượn cái ý này để chia sẻ đôi điều với nhau. Những ngày đầu xuân, những người không phải là Phật tử và những người là Phật tử được thọ giới quy y cũng bôn ba chật vật chạy năm non bảy núi để cầu Phật cầu Thánh. Nghe chùa nào linh, Phật nào hiển là chúng ta xách gói chạy đến đó để cầu, để xin, để vái, để lại. Và rồi cuối cùng thưa rằng chúng ta được gì sau những tháng ngày chạy nơi này tìm Phật, chạy nơi kia cầu Thánh? Không được gì cả. Có chăng là hoang phí thời gian, có chăng là tiêu tốn của tiền,
có chăng là mệt mỏi. Vì vậy không cần phải lê thê, không cần phải hoang phí chạy nơi này cầu Phật cầu Thánh. Chỉ cần trở về với tự tâm thanh tịnh của mình, trở về với một đời sống thiện lành của mình là tự khắc có Phật có Thánh. Đừng đi nơi xa cầu Phật. Phật ở tại trong cách sống, cách làm việc, cách suy nghĩ tích cực của các vị. Tôi nói các vị tin tôi không? Tin không? Có nhiều người không đồng ý, có nhiều người chửi. Ông thầy thiền ông có biết gì đâu, ăn tối ngày ông ở chùa, ông đâu có biết ở cái núi đó có bà linh lắm, ở cái đồi kia có cậu cũng hiển lắm, ở cái miếu nọ, ở cái đình này, ở cái chùa kia, vân vân và vân vân. Ta mãi bôn ba tìm Phật ở bên ngoài, nhưng quên mất ở nhà có Phật, Phật ở trong lòng và cha mẹ cũng là Phật. Đừng đi tìm Phật ở nơi xa xôi khi lòng mình nơi nào cũng chứa rất nhiều những ngổn ngang của phiền não. Đến chùa mà lòng còn quá nhiều những tham lam, còn quá nhiều những cái giận hờn, còn ôm ấp quá nhiều những tôn tính, thì nơi đó cũng không thanh tịnh. Mặc dù ở chùa nhưng lòng vẫn nặng trĩu trần gian, không lợi ích chi cả. Ở chùa hay ở nhà, cố gắng mỗi ngày đi qua bớt buồn một chút, bớt giận một chút, bớt trách hờn một chút, biết thương yêu nhiều một chút, biết chia sẻ nhiều một chút, biết nâng đỡ nhiều một chút, biết tha thứ nhiều một chút, thì ở nhà có Phật, ở chùa cũng có Phật. Ở chùa mà ganh, ở chùa mà ghét vẫn không có Phật nha. Nhớ đấy. Vậy ở đâu có Phật? Nói trở lại là ở trong cách sống tích cực, ở trong cái suy nghĩ tích cực, trong lời nói tích cực là có Phật. Đừng có chạy vãi nơi này nơi kia tìm Phật, Phật không có. Nhưng Thiền Sư Ni Vô Tận Tạng, ở chùa có cành mai, ở chùa có mùa xuân, đâu cần phải lặn lội cho đến khi đôi giày rách nát, người mệt lã, tìm không thấy mùa xuân, rồi đến khi về chùa thấy cành mai mới biết, à mùa xuân đây rồi. Chúng ta đừng để hoang phí thời gian cho những điều vô bổ. Hãy sống với những điều mà có thể đem lại lợi ích cho bản thân, đem lại lợi ích cho gia đình, đem lại lợi ích cho những người sống chung, những người cùng làm việc cùng trong xã hội này. Thưa với các vị, đó là thời gian đáng sống, là thời gian vàng ngọc. Hai câu thơ đầu tả về một cái cảnh của một cái con người còn mê mải, còn chạy vại, chưa dừng bước. Nhưng hai câu thơ sau nói lên tâm hồn của người giác ngộ. Bây giờ ta còn ích kỷ, ta còn hẹp hòi, ta còn tham lam, ta còn thù hận, đó là ta đang còn chạy vại, ta chưa dừng lại. Bây giờ ta biết thương yêu, ta biết tha thứ, ta biết bao dung, ta biết giúp đỡ, đó chính là ta đã dừng lại, ta đã là người có năng lượng của tích cực, của tỉnh giác, của thương yêu. Giác ngộ không ở đâu xa, giác ngộ ngay trong cách nhìn và cách sống của chúng ta thôi. Sống chỉ biết nghĩ cho mình, biết lo cho riêng mình, sống ích kỷ, sống hẹp hòi là người mê muội. Sống biết nghĩ vì lợi ích của số đông, biết nghĩ vì mọi người là người giác ngộ. Các vị thấy Đức Phật sống có bao giờ ích kỷ không? Không. Bồ Tát sống có ích kỷ không? Không. Tất cả những việc các ngài làm thải đều vì lợi ích cho chúng sinh. Thì bản thân chúng ta bây giờ cũng vậy. Người giác ngộ là người sống vì lợi ích của người khác.
Người mê muội là người sống chỉ vì lợi ích của cá nhân. Chọn mê hay chọn giác, đó là tùy Phật tử chọn nha. Ở đây không dám chọn. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ khai phá được mùa xuân trong lòng của mình. Chúng ta có một cành mai. Một khi nó hé nở thì không bao giờ tàn. Nó không nhạt màu theo năm tháng. Nó không phai úa bởi thời gian. Đó chính là cành mai tâm hồn của chúng ta. Bấy lâu nay chúng ta để cho nó héo mòn, nó rụng rơi hoa cánh bởi vì sự ích kỷ, sự hẹp hòi của bản thân. Bây giờ chúng ta phải làm cho nó tươi đẹp, làm cho nó nở hoa, làm cho nó sống dậy bằng sự thương yêu, sự chia sẻ. Thưa, tôi có nói 10 bài giảng, 100 bài giảng hay 1000 bài giảng cũng với mục đích khuyên Phật tử hãy bỏ đi cách sống tiêu cực để sống tích cực, bỏ đi thù hận để sống với thương yêu thôi. Các vị chỉ cần nhớ bấy nhiêu đó là đủ. Đi nghe thầy Minh Thiền giảng thì cái ý chỉ là đừng có sống ích kỷ, hãy biết bao dung, hãy biết rộng lượng, vậy là đủ. Nếu mà hiểu cái ý này khỏi cần đi nghe thầy Thiền giảng nữa. Còn chưa hiểu thì cứ đi nghe nha. Ngày xưa Ngài Mãn Giác Thiền Sư nói rằng chúng ta có một cành mai chưa bao giờ tàn phai. Đó được gọi là Phật tánh, được gọi là chân tâm, được gọi là chủ nhân ông, được gọi là tri kiến Phật. Nhưng bây giờ mình không dám lạm bàn, còn là phàm phu nói những cái đó thì nó xa vời quá. Mà mình thì nghĩ rằng cành mai là cái gì đó rất tươi, là cái gì đó rất đẹp, ai thấy cũng thích, ai thấy cũng ưa. Vậy thì bây giờ đại chúng nhìn vào đời sống của mình, mình sống mà người khác, những người xung quanh của mình, họ thấy mình sống họ có thích không? Gần gũi mình họ có vui không? Họ có ưa mình không? Hay là họ thấy mình sống họ gần mình họ chán, họ gần mình họ ghét, họ không muốn gặp cái bản mặt của mình. À, coi lại, nếu mình sống mà để cho mọi người thích được gần gũi mình, để cho mọi người gặp mình là có được niềm vui, gặp mình là có được bài học, gặp mình là có lợi ích, thì chính mình là một cành mai tươi đẹp giữa cuộc đời. Còn mình sống mà mọi người xa lánh, mọi người trốn chạy mình, mình không phải là cành mai, mình là cây hoa thúi địch hay gì đó. Nó thúi quá cho nên người ta đâu dám tới gần. Cho nên coi lại cách sống của mình. Tóm lại cái ý thứ nhất là chúng ta phải thay đổi cách sống ngay từ bây giờ thôi. Không thể nào sống ích kỷ, không thể nào sống hẹp hòi, không thể nào sống vì lợi ích của cá nhân chúng ta nữa. Ngày tháng để chúng ta sống vì cá nhân đã quá đủ rồi. Hôm nay được học Phật rồi, phải sống vì lợi ích của mọi người, phải sống vì số đông. Hãy trang trải tình thương của mình có, để một kiếp sống này không có hoang phí. Chúng ta hết cái ý thứ nhất. Xin cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe.